Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay team của mình chuẩn bị thi công sân khấu dưới nước. Đây là cái cầu mình đã thi công sân khấu dưới nước nha. Đây là những cái tấm bun tuôn mà mình làm cầu cảng nha. Bây giờ tháo rời hết để ghép theo cái phương ngang lại với nhau thành một cái sân khấu lớn. Bên đây mấy cộng trong? Có mở không được thì cộng là mở không được. Cắt hết, cắt thôi. Cắt luôn những cọng dây chằng buộc ở dưới để cho làm cho nó nhanh. Giờ công trình gấp rút cho nên là không có thời gian để mà làm từ từ. Những cái khớp nối này thì mình sẽ tiến hành tháo ra hết và sẽ ghép theo phương ngang lại với nhau. Cái tấm hiện tại có 6 tấm thì mình sẽ tiến hành tháo tất cả 6 tấm ra với nhau hết. Kéo cái này, đây là tấm đầu tiên, dùng xuồng kéo luôn các bạn. Rồi Cường lên kia kéo lần đi. Kéo sơ ba Phương, nó vô trong hốc rồi. Cường kéo đầu quay đi. Rồi. Kéo lên. Đẩy ra lại xong kéo. Từ từ. Thẻ đây Phương. Rồi, kéo lên đi. Phương dây vô. Dù nghe tiếng gái đâu nó nhỉ. Thù mấy anh không nói thôi chơi gì cũng biết. Rồi bác Cương được rồi, lên đẩy xuống chút xíu. Rồi bấm cho tụ luôn. Đâu cho cái đầu bên anh vô chứ. Vô vô. Không đền, không tán. Rồi được rồi, sao cái nào? Không đền, không tán. Ủa nó quay nữa. Chúng em mình thấy người giữ á, chung lên phụ ngờ đục tiếng nhóc. Cho đẻ. Đưa Long Đình cái tán sát kìa, không cái tán tròn kìa đó. Ừ, hai cái tán tròn. Đây ốc sát á, đừng lấy con ốc inox. Đây ốc sát nè.
cái khe mấy lỗ còn dưới ở đâu nha. À, dèo biến quá mà bé giờ nó cứng nữa bây giờ về vỡ nó dở vậy vậy đểu đây rồi này. Này. À, ủa, nãy còn cái đẹp đây không còn ở anh đang chạy xuống anh đưa pho đi chạy xuống đấy cái chân nó đẹp đây thôi rồi còn gì kéo lại ba bên đã nặng được ba cái đẹp bên giữ sao rồi vẫn nổi cái tay kìa kìa nó đây nó giữ lại giữ lại nó tách ra nó gãy mẹ cái đây á còn cái chân nó đẹp đây không ai giữ cho nổi không cái tay giữ cho nổi cái chân không đẹp cục này kéo một tay chụp cái chân này ngồi đó mà đẹp không rồi chân ông đẹp luôn bây giờ là bên mình đã kết nối xong 6 tấm với nhau lại rồi. Bây giờ thi công cái sàn ở trên thôi. Bây giờ đến lượt nhà tàu phụ đi vô đó mà thi công cái dàn trên bề mặt dùng thép y. Đó, thi công phủ hết. Chia đây Oh, my God.